Đại Lão Hòa Thượng không ngày giảng pháp, ngày nói một câu: sớm này giết một con heo, giết một con heo ăn thịt, thịt heo cắt ra chia cho sớm này mỗi người miếng, mua người miếng miếng xách nhà. Có vị thiền sư đó, ông ở trong định, ông nghĩa là ông nhìn thấy linh hồn con heo đấy, lỡ từng nhà nó nhìn, lỡ từng nhà nó nhìn, từng người nó nhìn, nó nhìn coi người nào si phước. Thì trong số lượng ăn nhậu đó có một gia đình đem miếng thịt heo này về ăn, nhậu thiệt là xịn. Thì vị thiền sư này thấy rõ ràng linh hồn heo nó lợ, nó làm ngay cái mặt của cái ông đó là con heo chu mỏ này, kênh ông này. Thằng kia nói: mày nhậu với tao, mày lại nhà tao ăn, ăn nhậu tao lo cho, mà mày còn kênh tao hả? Giọng vô mỏ này. Thằng kia nó tức quá, nó giọng lại. Hai thằng đè quýnh nhau, thằng kia lấy dao ra chém này, mình mẩy thẹo dít máu me tứ tung lang tan. Vì thiền sư này nói câu đúng rõ ràng ghê thiệt, cái nghiệp sát sanh là nó đi vòng, nó coi thứ con người nào phước giảm bắt đầu nó xử lý người đó. Ghê chưa? Nhiều người ta nghĩ rằng đi đến chùa đâu có tiền gì đâu, người ta không biết đi đến chùa để nghe đạo. Nghe đạo là bản thân của mình nó cởi mở, mà bản thân của người ta đi theo mình cởi mở. Tại vì quan gia nên giải không nên kết, nên người ta cởi mở ra. Và để cái đứa con mà nó tương lai nó là quan gia của mình là nó sẽ quá giải. Tại vì đứa con này nó được nghe rồi, từ từ nó không có còn mang cái tâm quán thù nữa, nó quá giải. Cái này rất là quan trọng luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Ở dưới quê là những đứa thấy rõ ràng mà, nhất là cái gia đình mà giết mà chó đồ, nhặn nước đồ bằng thịt ăn á, ghê lắm. Với vị kỵ nhất là mua thịt trâu về nhà ăn nghe. Thằng trâu không đơn giản đâu nghe. Có nhiều nơi người ta thờ đầu trâu quý vị. Có những cái bộ tộc người ta thờ đầu trâu, người ta tin lắm á. À, nên từ nơi đó mà có cái ông kia kìa. Mà trong cái cuốn Hồi Dương Nhân Quả ghi lại á, ông ăn thịt trâu xong á quý vị, ông vừa ăn xong á, bắt đầu tối là ông ngủ nè, ông nào ông ngủ tự nhiên lấy tay quýnh vô miệng bóp bóp vậy đó. Nó ăn thịt tao nè, nó ăn thịt tao nè, bóp 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 vô miệng vậy đó. Kinh khủng không? Nó có nhiều gia đình là tuyệt đối không dám ăn thịt trâu đâu quý vị à. Không bao giờ dám ăn thịt trâu, thịt trâu đâu. Nó lạ vậy đó. Nó nên nhà mà thịt chó đồ này kia, đồ giết chó đồ ăn thịt đồ đó. Ở ngoài miền ngoài, ngoài Hà Nội nó có một cái xóm nó chiên thịt chó, mà mấy câu chuyện chết không tưởng tượng được. Làm nghề thịt chó mà giàu, thiệt là giàu luôn quý vị. Vậy mà có cái bữa đó giết con chó xong quý vị, giết xong rồi mà chuẩn bị để mà trụng nó vào nước sôi. Vừa trụng nó vào nước sôi quý vị, nó ở trong cái nồi nó nhào lên, nó chụp vô cuốn cổ ông, nó kéo ông vô cái nồi nước sôi. Nó chụp, nó kéo vô nồi nước sôi, nằm ở trong cái chảo thiệt là bự nằm trong đó luôn. Xong rồi, gia đình nó: ủa, cha đâu tiêu rồi ta? Màn chó ổng đi đâu có tiêu rồi? Bước lại thì thấy ổng nằm ở trong cái chảo đó, sôi ủng nằm trong đó, chết trong luôn. Nấu ổng trong luôn quý vị. Có nghĩa là cái câu chuyện đó là nó làm cho rùng mình những cái người mà bán thịt chó ở cái làng đó. Sau này thêm mấy lần nữa thì cái làng bán thịt chó đó tự nhiên nó bị giảm tối đa về cái chuyện người ta đi đến đó ăn thịt chó, và cái làng bán thịt chó đó càng ngày càng bớt lại. Nên cho quý vị biết nghe, Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi lắm. Cái nơi đó, đó nó giết người, nó giết con vật, nó ăn thịt, thì Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện, có thể thị hiện con chó đến đó. Vì cái làng đó không có thuyết pháp được. Có những cái làng mà nó hung bạo mình là mình thuyết pháp, nó giọng vô mỏ mình chứ thuyết pháp. Nó hung dữ mà thuyết pháp cái gì? Thứ nó hung bạo, bạo tàn mà mới bị thuyết pháp gì? Mình lỡ giờ kiểu mà mỏ nhọn thì là nó giọng cái chàng cứ là chàng tiêu cái mỏ luôn. Có cái mỏ ăn cơm nó giọng cái không còn cái mỏ ăn cơm luôn à. Mình đi thưa nó đi,
nó không chịu nghe mà thưa cái gì. Vì coi nên Bồ Tát Quán Thế Âm ngài biết độ nó là sao, thể hiện con chó rồi giết. Dùng cách đó chứ thì sao quý vị? Thì hiện con chó bị giết và con chó này chết rồi, vậy đó mà đưa nó vô trong cái chảo, vậy mà nó nhảy lên nó lôi cuốn họng ông này vô trong cái chảo cho chết chơi đó. Cái cách độ cái sớm làng thịt chó này bằng cách là cho mày gùng mình rỡn ốc chơi vậy thôi. Rồi thị hiện trong nhà này, thị hiện cái thằng con Bồ Tát Quán Thế Âm khi thị hiện vô luôn, phá gia chi tử, nó quậy tan nhà bại sản để cho cảnh tỉnh người đời. Cũng có cách độ sanh vậy nữa quý vị. Đó, như những đức vừa mới nói quý vị, anh thuyết pháp đâu có nghe, mình lỡ mình đăng đàn thuyết pháp mình chưa thuyết gì chứ, lỡ được kinh bạc đem đi chết mồ luôn. Hoặc mình đang giảng gì đi bay lỡ quýnh mình sao, mấy thứ nó sát sanh này bạn nó giữ lắm chậm, nó bay lỡ nó câu cổ ngang nó đè mà nó quýnh ra còn ông thầy bắn áo gì sao quýnh lỡ đó. Còn mấy bà Phật tử pha ra vợ chạy chết bộ một chân. Chèn ô mấy cái bà này phải lả lao xùm. Bà lấy hình rồi bà quơ lia quơ lịa trái tim rồi bà làm dữ lắm. Thử đi bây giờ mà thằng Đào là ở đây nó đè mà nó quýnh mấy bà tóc ra nè. Chết bộ chị em ơi chạy. Thầy đứng không luôn. Thầy đứng mà còn bị quýnh. Không chị mình thôi chạy đi chị em. Chết bộ chạy không mấy câu. Chèn ơi. Chưa biết đâu. Thôi nên là chứ nhất mình nói vui vui vậy đi quý vị, chứ làm người ai làm thế. Nên mấy bạn cũng đứng đó bạn đợi để coi thầy bị đánh sao đâu, mới hốn xác đem về chứ đâu có tình có nghĩa đâu mà. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng là cái gia đạo sát sanh, cái gia đạo phá thai là cái gia đạo này làm ăn ngóc đầu lên không nổi. Dù nó có lên nhưng mà nó chìm ngấm, không có giỡn đâu. Nó nên mình đi đến chùa mình tu tập đồ, rồi mình về mình niệm Phật lễ Phật ở nhà mình nghe pháp. Quý vị nghe câu chuyện kể mà ngày nào cũng bắt pháp. Bữa đó cô này không bắt pháp, bà ngoại của cô, bà đọa vào cảnh giới quỷ Atula. Bà đọa quỷ Atula, bà nhập vào bà mẹ, bà nói cháu ơi, nhờ cháu đi đến chùa đó tu, cháu nghe pháp, đem ông thầy hô về giảng. Nên bà bị đọa trong cái cảnh giới Atula, bà nóng dữ lắm, mà bây giờ bà đỡ nóng rồi, bà mỗi ngày nghe pháp bà vui rồi. Con ngày nào con cũng nên bắt pháp cho bà nghe, con mà nghỉ bắt một ngày là bà sẽ rất là nóng đó. Cô kia có nhắn tin rõ ràng mà chú Tâm Duyên không đưa tin nhắn lên mạng nữa mà. Nên quý vị biết rằng người ta đọ mà người ta nghe pháp, người ta niệm Phật, mình niệm Phật nghe pháp đồ vậy mà người ta đỡ đó, đỡ nóng đó. Quý vị biết rằng cái cảnh giới của quỷ Atula đói khổ là do từ đâu phải không? Vì khi mình đói mình làm quỷ rồi, nhưng mà khi mình càng tham thì nó càng đói. Giống như bà Thanh Đề, mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên, bà đã đọa trong địa ngục, bà đói rồi, bà làm quỷ đói rồi. Vậy đó mà Tôn giả Mục Kiền Liên thương mẹ, đem xuống cho mẹ một cái hộp cơm sườn, sườn chay chùa làm quý vị. Quý vị biết rằng cái đặc biệt của giảng pháp là vậy đó. Thấy không? Thấy làm cho ta nghe vui thấy chưa? Đó. Đặc biệt cái thuyết pháp là vậy đó, làm cho người ta vui. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên ngài thấy mẹ đói tội nghiệp quá, ngài có thiên nhãn mà, ngài nhìn thấy mẹ khổ trong địa ngục làm quỷ đói, ngài mới bớ một hộp cơm đỏ sườn chay đồ đò đàng hoàng, với miếng dưa leo với miếng nước mắm ngọt nữa đem theo. Thì đem xuống dưới bà thấy hộp cơm mê quý vị, trời ơi, làm ma quỷ đói mà giờ thấy hộp cơm mà mê cỡ nào. Thì bà lấy tay bà che lại, đặng bà bóc bà ăn riêng cá nhân. Đã là mình tham mình cá nhân mình
Bây giờ mình đọa làm quỷ đói rồi mà bây giờ mình còn có cái tâm đó, làm sao ăn cơm đây? Thì bà vừa bóc cơm bỏ vô miệng để hóa thành lửa đốt miệng bà liền, ăn đâu được đâu. Phải chi mà lúc đó, hiểu không? Nhưng mà phải thể hiện gì chứ, thể hiện để cảnh tỉnh người đời đừng nên tham nữa, giảm tham tối đa đi. Chứ nếu như mà lúc đó nghe, bà nhìn xung quanh bạn quỷ đói rồi quá trời tội nghiệp quá, mà giờ con của mình bữa nay nó đem xuống hộp cơm sườn ngon quá, một mình ăn mà các bạn quỷ xung quanh đói thì nỡ lòng nào ăn mình coi sao được. Sống phải có nghĩ khí một chút chứ. Nhưng mà vì quá nghèo, quá đói, quá khổ nên cái tâm nghĩ khí mất tiêu. Thấy chưa? Nó nghèo, nghèo khó học đạo là gì đó. Nó quá nghèo giờ cũng có học đạo, mà giàu quá cũng có học đạo. Thấy chưa? Thì quý vị biết rằng mà nếu lúc đó mà bà mà nhìn biết vậy mà bà đem hộp cơm, bà đút cho mấy quỷ đứa miếng. Rồi mấy đứa tiểu quỷ thì đứa muốn. Còn nhiêu thì bà nói để tao. Thì cơm này bà ăn được liền. Vì cái tâm đó của bà là cái tâm hết tham. Thì tức khắc cơm này ăn được. Nhưng mà bà vẫn còn tham, bà che lại bà ăn mình, nên bà ăn không được, nó quá thành lửa đốt miệng bà. Thấy chưa? Nếu mà nhà Đức chia sẻ học pháp mà bằng đêm gì nghe, mà tiểu quỷ đâu á, ma đói quỷ đói nè, cảnh giới Atula đói nè, những cảnh giới của quỷ nhà vệ sinh khổ nè, rồi 500-600 năm nay mà chưa có miếng đồ ăn nào ăn nghe, nghe công đoạn này cái trong lòng đừng nên nghĩ tới cái chuyện ăn mà cào cấu nữa, đừng nghĩ nữa, tức khắc ăn được đồ ăn liền. Dừng lại, dừng lòng tham lại. Và mấy bạn quỷ niệm câu Phật hiệu liền, nghe thầy những đức giảng, bạn quỷ nghe không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Nó thiệt cái vị. Nếu mà cúng thí thực, cái giờ này mới là cái giờ đặc biệt cúng thí thực nè. Giờ này nè, những cái giờ này là giờ cúng thí thực đặc biệt nè. Tại giờ này là giờ giờ âm á. Thấy chưa? Nè, hương linh đồ quỷ ma đầy đứng xung quanh này nheo nhóc. Khi đứng quạt sau lưng giùm những đức luôn. Cảm ơn mà quý vị. Cảm ơn. Nghe không? Đó. Nên bây giờ á, bên chùa, đừng nói chùa nào mấy bà sợ, đi lại cái nhà củi bên chùa. Nhà củi thì chùa nào cũng có nhà củi. Thì có cái cô gái bận bộ đồ trắng, tóc dài tha thước, những đức đi ngang, cô kêu nói thầy ơi, thầy ơi. Thì nó hỏi ai kêu tôi đó? Thầy ơi. Những đức nói ai kêu tôi ấy, ai kêu tôi đó? Dạ con nè thầy. À cô gái, ôi cô gái xinh đẹp ngồi đây làm chi vậy? Thấy chưa? Xong bước đến gần nói dạ con là cô hồn vất vơ vất vưởng thầy á. Không có giỡn nghe quý vị. Con đói quá. Đói thì sao không ra ngoài chỗ cúng thí thực cái dùng. Bằng ngày sáng quá, có những hương linh ra không được. Nó thấy chưa? Phải giỡn đâu nghe quý vị. Đói á. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nghe đạo nghe, mà dừng lại cái tâm muốn ăn đó, niệm câu A Di Đà Phật cái đi là hết đói á. Đó. Phật A Di Đà ngày từ bi lắm quý vị. Cái nguyện thứ nhất quý vị đọc tư phải không?
chúng sanh đã đọa trong tam đồ ác đạo rồi mà nghe danh hiệu Phật mà niệm lên ngài vẫn tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Mà về Cực Lạc rồi có tới 100 món đồ ăn, 100 món đồ ăn nè, chứ không phải chỉ về cái bánh leo que đâu. Đó. Đói lắm quý vị, không phải chuyện giỡn đâu, không phải là hương linh nào cúng cũng được dùng hết đâu. Nhiều khi đói khát lắm á, nó là cô hồn. Quý vị ơi, lúc chúng ta còn sống ngồi bên nhau chia cho nhau một ly nước uống, nay uống cà rốt. Chưa. Cà rốt thì không phải đơn giản đâu nghe chưa. Cà rốt thì người ta di lên tới Đà Lạt chứ mua xuống. Mà người ta lựa cái tiệm mà cái người ta lựa cái ông trồng cà rốt ăn chay. Mua cà rốt về đây. Hồi chiều nghe quý vị, những đứa ngồi cái chân chỗ máy xay. Nó ép nước cho quý vị, nước nguyên chất không pha một miếng nước lạnh nào luôn. Nguyên chất cà rốt. Giờ là mỗi tuần nghe những đức sẽ cố gắng xay cà rốt để bị uống. Để chi phải không? Để cho mấy nàng tiên cá đẹp lên. Mấy nàng tiên cá và mấy chàng tiên cá đẹp lên. Mấy đứa bé nhỏ nhỏ về chùa mình uống nước cà rốt cho các con đẹp lên, mặt mày hồng hào. Đứa nào mà mặt nói mụn sạch nhất, không còn một hột mụn nào luôn. Được chưa? Thì mình cứ cầu nguyện vậy đi quý vị, mong cho người ta được vậy đi. Ai mà không muốn cái mặt đẹp, thấy không? Thì quý vị biết rằng ở thế giới Cực Lạc là đồ ăn đồ uống đầy đủ lắm. Mà chư hương linh mà muốn đừng có đói nữa, chỉ cần dừng lại cái tâm đó mà khó lắm. Nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ quý vị đói thiệt đói, vì kêu vị tu cũng có không? Ngồi nghe pháp mà kiểu mà ngồi đây hồi chiều chưa cho ăn cơm đi. Hồi chiều mà chưa cho ăn cơm mà ngồi đây nghe pháp thử coi, quý vị biết sẽ biết à. Vì thêm nữa đây là quý vị ngồi đây nghe, quý vị ngồi đây nghe pháp nghe, ông bà tổ tiên mình chết chưa siêu, hay con cháu mình chết chưa siêu, nó theo mình về đây. Hương linh còn gọi là du hồn. Cái người chết á, Khổng Tử ngài dịch ra là du hồn. Vì sao Khổng Tử ngài gọi là du hồn? Du hồn là có nghĩa là hương linh nó không an định một nơi nào hết. Cái tâm họ nghĩ ở đâu là họ đến đó liền. Nên ở bên Nhật Bản nó có vị thiền sư này, khi ông vừa chết, ông ở trên núi mà ông tu thiền, ông chưa đạt được thu thần tịch diệt thì ông chết đi. Những đứa đọc quyển sách đó, thì khi ông vừa chết đi, bắt đầu quý vị ơi, linh hồn ông đi thiệt là nhanh vậy đó, nhanh lắm. Thì ông quay về chùa, mà ông vừa chết đi nghe, mà linh hồn của ông vẫn còn, mới chết là nhà chùa cầu siêu cho ông. Bởi vì người, tại sao mà Khổng Tử ngài nói là người chết phải quằn lại 3 ngày? Vì sợ trong vòng mấy ngày đã sống lại, vì có người sống lại nên tội nghiệp người thăng lên không dội vàng. Nên chùa mình mát xong hộ niệm 24 tiếng là chắc ăn, không có sống lại đâu. Còn sống thì 24 tiếng đã sống rồi, chứ bây giờ 24 tiếng còn gì đâu quý vị. Đó. Thì quý vị biết Khổng Tử ngày đưa lên quy tắc 3 ngày là một cái nguyên lý tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình, không dám làm liền vì sợ họ sống lại tội nghiệp họ. Nên cô giáo Lưu Tú Văn á, từng kể một câu chuyện mà có một người chết mà đem vô ốp lạnh liền. Khi á, mà người ta đến người ta coi thì thấy cái tay lọt ra ngoài là chưa chết, mà khi lạnh quá rồi, cống quá rồi, xô mà xô không nổi, lọt tay ra ngoài, rồi cuối cùng phải chết luôn, mà cái tay dính vô cái quan tài chết. Kinh chưa? Nên những cái quốc gia mà chết mà đem ốp lạnh là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Thì quý vị biết rằng là
chết xong rồi mà vị thiền sư này ông đi, ông đến cái nơi mà tụng kinh cho ông á, thì ông nghe tụng gì nữa quý vị? Sách sách sách, sách sách sách, chuỗi chuỗi chuỗi, sách sách sách, chuỗi chuỗi chuỗi. Ghê không? Rồi ông đi một giờ ông về tới nhà ông không thấy. Gia đình ông kêu mẹ, mẹ, mẹ. Đâu có biết đâu. Không có biết. Khi mà ông đi một vòng nữa thì ông chở đi lên núi thì ông gặp nguyên một nhóm người bằng đồ trắng đẹp, thiệt đẹp luôn. Ngồi chơi đồ ha, cắm trại đồ ha. Chạy đồ, hát ca đồ vui vô cùng. Ăn mặn. Kêu ông xuống đây chơi, xuống đây chơi, xuống đây chơi. Thì ông định xuống chơi rồi, tự nhiên ông nhìn ông thấy ở dưới đó toàn ăn mặn không mà nữ quá đông. Mình là người tu mà xuống chơi làm gì? Ông không xuống, ông đi. Khi mà ông Hồi Dương sống lại, thấy không? Thì viết là quyển sách này. Thì ông Hồi Dương sống lại mới viết quyển sách này, chứ ông không sống lại ai viết. Tèn ơi. Thấy chưa? Đó. Người ta kể chuyện hấp dẫn đúng không? Nè, đoạn sau hấp dẫn nữa nè. Khi ông Hồi Dương sống lại thì ông hỏi hai người huynh đệ tụng kinh tại sao tụng ra sách sách chuỗi chuỗi. Thì hai người đã thố thật rằng đệ có nhiều quyển sách hay, khi mà đệ chết đi huynh rất muốn quyển sách đó vào tay của huynh. Tâm lúc tụng kinh mà nghĩ đến sách nên tụng ra sách. Đó. Thấy cọng chuỗi của đệ đẹp quá, nói tụng kinh xong rồi chắc cọng chuỗi này mình đem về quá. Cái tâm đó mà tụng ra chuỗi chuỗi chuỗi. Thấy chưa? Đi một vòng về hỏi mẹ cấp mà con kêu mẹ, mẹ có cảm giác giờ đó sao sao? Thì người mẹ nói rằng không có nghe gì hết, nhưng mà chỉ nghe cảm giác như là một ngọn gió thổi mà thôi, người hơi rợn ốc trong cái lúc đó. Đó. Nên nó bị đi đâu mà đến chỗ âm khí nặng á, tự nhiên người bị hả? Tự nhiên nha. À, ê, thấy hương linh mà khi người ta nhập vô không? Hương linh mà khi người ta nhập thì thấy chưa? Ta nhập vô cái tự nhiên ta vừa bình thường mình, bình thường ta nhập vô cái mình à. Thấy chưa? Thấy chưa? Mà khi người ta xức ra thì thấy chưa? Xức ra tự nhiên. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Rồi ông mới đi lên trên núi, ông coi coi cái nhóm nào cắm trại trên đó. Thì ông lên đó thì ông thấy một con bồ câu chết. Một con bồ câu chết. Thấy không? Nó sình. Trong đó thì bao nhiêu con trùng, bao nhiêu con dòi, nguyên một nhóm dòi thiệt là đông ăn con bồ câu. Thì trong á, ông chết linh hồn của ông thì khi chết rồi thì không có con trùng, không có con vật đó nữa, mà nó là con người trong cái cảnh giới của mình. Nhớ nghe, khi chết rồi là không còn con vật nữa, mà nó là con người với tâm thức của mình. Vì nó trở lại tâm thức, nó trở lại tâm thức quý vị. Và lúc đó tâm thức với tâm thức nó cảm được đó nha. Thì ông nói chàng ô, lúc đó mà mình mà không an định, mà mình mà họ kêu mình mà mình vô là mình thành con thành cái con dòi đó rồi, thành con dòi rồi. Vì kêu vô thành con dòi rồi. Nó ghê chưa? Vì thấy cái ý niệm cuối cùng quý vị thấy kinh khủng chưa quý vị? Nó. Nếu mà ông đi vô cái nhóm bạn đồ trắng đó là ông thành dòi. Còn cái câu chuyện này nè quý vị, kể nghe vì mới thấy ớn nè, nghe mê luôn nè. Cái ông này ở nhà kế một bên, nhà kế một bên. Tối đêm đó có con heo nái đẻ 8 con heo. Thì cái đêm đó cái ông này ông ngủ mê, vì biết rằng cái tâm thức của ông nó đi đến cái chỗ đó. Thì thấy á, trong 8 con heo đó đó là 6 con heo cái, 2 con heo đực. Mà có một con heo đực bị chết. Thì quý vị biết rằng là tự nhiên đi đến chỗ đó, từ linh hồn đi đến đó gặp chàng ô con gái đâu mà 6 đứa nó đẹp.
nó đẹp lộng lẫy. Tràng ô nó đẹp gì đâu mà nó đẹp, mắt mũi miệng gì đâu mà long lanh, lỗ mũi gì đâu mà nó cao như còn hơn là mũi khỉ nữa. Quý vị biết đẹp cỡ nào. Kêu ông, anh ơi vô đây chơi nè anh, vô đây nè anh ơi, anh ơi. Ông nói trời, mình có vợ rồi mà giờ đàn bạn gái kêu đẹp quá mình vô kỳ quá, thôi đi về. Vậy mà ông đi về thì ông giật mình, ông ủa trong giấc mơ lỡ cái nhà đó rõ ràng ta, sáng lỡ nhà đó thì rõ ràng con heo nái nó sanh 8 con heo con mà 7 con heo sống, còn một con heo đực chết. Kinh chưa? Nếu mà ông đi vào thì ông là con heo đực kia, không chết, vô làm con heo đực kia là ông chết liền, tại vì linh hồn ông đã nhập vào con heo rồi, ông chết liền. Nên tại sao ngày xưa người ta kỵ cái chuyện ngủ mà giỡn đùa mà lấy lọ chay vào mặt đó, tại vì bằng đêm ngủ mê quá hồn đi, mình lấy lọ chay vào mặt người ta trở về, người ta muốn nhập xác, người ta nhìn là người khác, người ta không nhập. Ê, nhớ nghe nó. Nên khi người ta đang ngủ đừng có lợi mà hú hồn người ta, hú một cái la một cái nó giật mình nó chạy mắt luôn, cuối cùng này chết lâm sàng, nghe không? Nó chết lâm sàng. Gặp trường hợp đó, ví dụ như đêm hôm á, đêm hôm buổi tối được mình niệm Phật rồi cho người ta chết lâm sàng, người còn ấm, hiểu chưa? Mà người đã chết rồi mà tim vẫn còn đập, thí dụ đi ấm mấy vị. Nó giờ nếu mà bây giờ á, linh hồn mà càng nhập vô thì nhập vô đi, đây là hồn của mình nè, ba Tèo nè, Tèo ơi Tèo con ơi, nghe không? Đây là thân của con, nghe con Tèo, nó con tỉnh táo con nhập vô lại đi con Tèo, ô Tèo đó. Khi mà thọ mạng còn nhờ công đức niệm Phật mà người ta sống lại làm sao nó. Nên quý vị biết rằng có nhiều câu chuyện mà nhắc mình khôn lắm, nhưng mà quý vị muốn khôn khi quý vị chết thì chỉ có đúng là niệm Phật mới khôn. Niệm Phật mới khôn. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ này, các con nhớ cái đứa con nít mà hổn với cha mẹ là mấy đứa này nó kỳ cục lắm. Phước nó giảm rồi là nó kỳ cục lắm. Đừng có nói đợi tới già mới chết, nó chết bất tử luôn. Nít mà hổn với cha mẹ quá sống có thọ đâu. Nên mình có con cháu mà con cháu mình nó thông minh, nó nổi tiếng còn nhỏ cũng không ham. Thấy rồi thì bị coi đi. Bao nhiêu câu chuyện trẻ em còn nhỏ mà nổi tiếng, tí hon rồi đó, có 3-4 tuổi mà nó thông minh, giờ ơi đắc hở. Vậy mà nó lớn lên mới có 12 tuổi đã hết nổi tiếng. Tự nhiên hát gì không ai nghe chứ, làm duyên gì cũng không ai duyên, không ai duyên cái đó thì không ai thích nữa chứ, thấy chưa? Là vì còn nhỏ nó xài sạch phước, xài hết phước. Nên con mình còn nhỏ mà nó thông minh, nó giỏi quá, nó nổi tiếng, đừng có cho nó nổi tiếng, để đẩy nó về sau lớn tuổi, cái duyên phước đó nó còn để nó nổi tiếng thì hay hơn. Như bây giờ những đứa nổi tiếng là nó chắc ăn gì sao biết không, gì nó già cà. Già như trái cà đó. Không? Nó nên á, mỗi người mà nghe vậy thì hiểu được cái định luật nhân quả trong cuộc đời này ghê lắm quý vị ơi. Ngồi gì đơn giản như ông bà cha mẹ mình chết chưa xíu cũng giờ ở đây á, chết chưa xíu cũng ở đây nghe chưa. Nó tự nhiên nói tới đoạn này mình nghĩ chư hương linh mà chưa siêu thoát nên niệm Phật đi, để chúng ta vóc vơ vóc vượng, mang tâm báo thù đồ khổ lắm. Chùa mình thì ngày nào cũng cúng nếu thực thì ở đây được thì ở đại đi, chứ cái giường bông giấy gì theo giường bông giấy chơi cũng ngon. Cái bông giấy như tí tí vậy thôi đó, cái lá bông giấy như xíu vậy thôi đó, nhưng mà cảnh giới hương linh là một cái nhà to của người ta đó. Cái chuyện giỡn chơi đâu quý vị à. Thí dụ như một cái cây thiệt là to đi, một cái tàn cây là quý vị biết cái gì không? Nên tại sao cây qua đầu chặt mà đi báo tin, cúng người ta 3 ngày sau mới chặt?
Vì cái tàn cây đó là nhà của người ta đó. Mình là cái nhà mình làm gì, nhưng mà hương linh á, quỷ thần á, là cái tàn cây bóng mát á, là nhà ta đó. Nên có nhiều người chặt cây mà bệnh chết á, giỡn đâu. Nên muốn chặt cây, muốn chặt cây cối các nhà phải cúng, báo cho người ta biết 7 ngày sau xây, có gì đâu. Bây giờ mình trước 7 ngày mình cúng đi, không sanh đồ này kia, mình báo tin cho người ta. Thấy không? Mình làm vậy đó, thì người ta không có quậy phá mình được. Mình muốn chặt, mình lôi cho mình chặt ngay nhà của quỷ thần sao? Cái thờ của Tào Tháo, phước báo Tào Tháo là phước báo của bậc thiền sư. Vậy đó mà quý vị biết rằng nghe, ông định chặt một cái cây to. Đêm đó thằng cây đến nói: "Ngài ơi, thì ông làm vua mà. Tào Tháo làm vua mà, phước báo thiền sư mà. Tào Tháo đời trước là thiền sư. Ngài ơi, nơi đó là nơi trú ẩn của tôi. Tôi xin Ngài để cây lại cho chúng tôi ở được không?" Ông giật mình thức dậy, ông nói: "Tao làm vua của một nước này, ai đi chăng nữa cũng là dưới quyền cai trị của ta. Không có nghe ai chứ nghe. Chặt đi." Đút cây cưa chặt một phát, máu xịt lên. Kinh chưa? Cây á. Nó rồi sao mà Tào Tháo ông à, tự nhiên cái đầu ổng nó nhức đầu kinh khủng lắm. Thì lúc đó thờ Tào Tháo với thờ của thằng Y Qua Đà là cùng thờ. Thì lúc đó thằng Y Qua Đà đến, ông mời thằng Y Qua Đà đến chi bệnh. Thằng Y Qua Đà chỉ là thờ đó chưa có khoa học hiện đại gì nghe. Và Qua Đà thằng Y biết cái cách trị cho Tào Tháo là sao, mà trị thiệt. Mà Tào Tháo thì ổng đa nghi, ổng là kẻ thù nhiều quá, ổng đa nghi. Thằng Y Qua Đà nói vậy nè: "Mổ cái đầu ổng ra, cạo mũ ở trong đầu ông ra là hết." Tào Tháo nói: "Bộ mày muốn giết tao hả Qua Đà?" Thấy chưa? Thằng Y Qua Đà: "Bộ muốn giết ta hả?" Thấy chưa? Xong đem Qua Đà thằng Y đi nhốt lại, xử trảm cho chết. Tào Tháo nghi ngờ mà, cái phước báo của thiền sư mà làm bao nhiêu tội lỗi gì mà đến cuối cùng có ai giết cho Tào Tháo đâu. Phước báo của ổng, ổng giết bao nhiêu con người, giết không biết bao nhiêu người, mà cuối đời ổng là tự ổng chết. Tự ổng chết thôi. Nhưng 1000 năm sau thì có người làm heo, mổ bụng ra, cái trái tim ghi hai chữ Tào Tháo. Kinh chưa? Đó. Nên bên Trung Quốc á, có cái câu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng á, ông vua mà cũng nổi bật bên Trung Quốc lắm, vua gì Đường Thái Tông hả? À, vua Đường á, Đường Thái Tông gì đó, Lý Thái Văn, Đường Thái Tông gì đó. Thì quý vị biết rằng là ông là một vị minh quân, quý vị ơi. Thờ ông là thờ cai trị nhân dân đặc biệt lắm. Nhưng mà sau này ông nhập xác vô, ông nói ông bị đọa địa ngục. Nhờ Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng cái quyển mà Quần Thư Chỉ Yếu thì ông ra khỏi địa ngục. Nghe chưa? Hỏi ông là một vị vua tốt mà vì sao ông đọa địa ngục? Nói vua tốt mà giết người thì cũng phải đọa địa ngục chứ. Rồi không? Không đơn giản đâu quý vị. Tại vì năm 17 tuổi là ông đã đi theo cha đi chinh phạt rồi. Mà là một vị rất giỏi. 17 tuổi là đi giết giặc rồi, giết biết bao nhiêu người mà nói. Sau này làm vua là ai nghi ngờ là giết, giết anh luôn. Nghĩa là cùng mà đấu tranh với nhau gì, ngay vua giết luôn, giết anh em luôn. Vậy thì làm sao mà không đọa địa ngục? Dù ông có cái tâm cai trị nhân dân cho tốt, nhưng ông vì quá giết người, mà vì cái ngai vàng của ông, nên ông phải chịu đọa địa ngục. Đó. Nhưng mà do ông này quá thông minh, ông học Phật Pháp rất giỏi, học Phật Pháp rất giỏi, nên ông kết tập những cái hay là thành Quần Thư Chỉ Yếu. Mà cái quyển sách đó Hòa Thượng Không này nói, nếu như mà ai mà biết dùng quyển sách đó mà để mà cai trị một quốc gia thì quốc gia này rất cường thịnh, rất tốt. Vì cách cai trị bằng đạo đức, ông viết lại quyển sách đó. Nhưng sau này Hòa Thượng Tịnh Không và thầy Thái Lễ Húc mới giảng cái Quần Thư Chỉ Yếu đó. Mà khi giảng rồi thì nhờ cái phước báo ông ghi chép lại cái quyển sách đó mà ông ra khỏi địa ngục. Đó. Thấy nhờ Đức kể chuyện quý vị nghe rất rõ ràng nha. Nên từ nơi đó quý vị biết cái nhân quả nó không đơn giản đâu. Nên quý vị là sống trong cuộc đời này làm ăn là làm ăn, nhưng cái gì mà tội lỗi lừa dối, gạt người, thủ đoạn hại người, hoặc là chiếm của công,
của nhà nước, đừng có đụng vô. Về sau con cháu mình có được gì đâu, không phải mới bị làm mà con cháu chịu, mà là con cháu không có phước sanh vào nhà mình, nó chịu cái quả báo đó cho mới bị đau khổ chứ, hiểu chưa? Nên thôi cái gì mình làm quan gì cũng vậy, chân lương ít ít mà mình xài vậy đi, mình có phước có phần à, đừng có dùng cách này cách kia để mà làm không phải, không có tồn tại đâu. Qua một thời rồi nó hiu hắt lắm, mới bị u không, hiu hắt lắm. Thời tiết bây giờ nóng nực đồ này kia, mà mỗi người mà ở nhà mà biết niệm Phật lễ Phật rồi ha, nghe đạo biết vui rồi ha, đừng có quán hận ai để trong tâm là quý vị đang cứu cái quả địa cầu này mát luôn. Nên phổ biến cái đó rộng ra. Quý vị biết ở nhà mà cái việc mà niệm Phật lễ Phật á, lễ Phật là quan trọng lắm á, giỡn đâu nha. Lễ Phật là cực kỳ quan trọng luôn. Vì sao? Lễ Phật nó giúp cho bộ não mình nó tỉnh. Giúp cho bộ não mình tỉnh. Mà con người mình khi mà cái bộ não mình nó tỉnh rồi là cái gì nó cũng suy nghĩ ra được hay á. Còn con người mình mà bộ não mà nó không tỉnh là nó suy nghĩ bế tắc. Nó bế tắc rồi đi cắt đồ người ta. Cắt giùm á, biết không? Bế tắc nên khổ quá, cắt giùm đồ người ta. Biết cắt đi, cắt đồ giùm không? Đó là tự nhiên suy nghĩ những chuyện ăn trộm ăn cắp, ăn cướp giật này kia, thấy không? Nếu như con người mà bộ não mình mà nó sáng suốt nghe vị, quý vị sẽ sống trong hoàn cảnh nào cũng sống tốt. Quý vị sẽ suy nghĩ nhẹ lắm, dễ lắm. Người ta thì suy nghĩ cái gì cũng khó, chứ còn quý vị suy nghĩ rất dễ. Không có khó. Chuyện lớn như người ta mà như con voi vậy, mà lỡ gặn quý vị thành con chuột. Nên là chuyện lớn như con voi mà lại gần mà như chuột lắc vậy, chứ không phải chuột cống nữa nha. Nên từ nơi đó mà trong cái cuộc đời này đừng bao giờ đặt cái vấn đề gì mà nó cảm thấy nó là một sự lớn lao gì quá. Tại vì lớn lao gì thì con người ai cũng một lần sẽ chết đi. Nên như trong chùa có cái chú mà ổng mà 30+ tuổi à, tu chùa cũng được 5+ rồi, ông mới chết, ông về nhà mấy tháng nay ngoài Hà Nội á, rồi đi làm về nằm ngủ rồi chết queo, đột quỵ chết queo, thấy không? Giống như câu chuyện như Đức kể vì nghe mà cái ông ăn chay á, mà sau này ông bị bệnh mà ông quán hận. Khi mà ông gần chết á, thì quỷ sứ đến nói nè, ông đúng là ông chết lâu rồi, nhưng do ông ăn chay á, nó kéo dài thọ mạng tới bây giờ. Vậy mà bây giờ ông còn quán hận, ông đem cái chuyện ăn chay của ông mà ông đi chỉ trích, rồi thêm ông đi bán cho người ta, giờ ông phải chết thôi. Xin ở lại đúng một ngày để nói cái chuyện này lại cho con người ở cõi đời này nghe. Nếu như mà ở trong chùa nghe bị ăn chay niệm Phật, nghe pháp sống tốt, nghe chưa chắc chết. Họ mạng nó kéo ra quý vị. Nhưng mà khi mình ở trong chùa mà mình không biết trân quý rồi, thì mình đụng chuyện gì buồn cái mình không muốn tu nữa nghe. Thí dụ, cái này là ví dụ á, là khi mà bước ra ngoài mà nó quay đầu lại 180 độ, giống lúc trước trong chùa nghe, có một cái chú này mà mẹ chú đang ở đây nè. Hồi xưa ngoài đời ổng cũng hư lắm quý vị, ổng vô chùa cái ổng làm cũng xiên nghe, nhưng mà tâm ổng mong là ổng sẽ đi ra ngoài. Vừa mới trong chùa bước ra ngoài mua con cà luộc chấm muối tiêu ăn liền, ghê chưa quý vị? Thấy cái tâm đó nó không đơn giản đâu nghe. Cái tâm đó là giống như nó quay đầu 180 độ á, giống như nương náu cửa chùa để cho qua ngày rồi chờ cơ hội để bản thân mình bước ra, thấy chưa? Nó
mà mẹ đang ở đây nè. Khi mà ra ngoài rồi nghe quý vị, đụng ai quen cũng đi kiếm mượn tiền. Quý vị thấy nó lao theo cái dòng xoáy cuộc đời chưa? Trở thành kẻ hèn mọn. Nó nên cái cơ hội ở trong ngôi nhà Tam Bảo là cái cơ hội nó khuôn mình, cơ hội nó gầy dựng cho mình, để con người mình sống cỡ nào cũng làm gì ý nghĩa. Cái quan trọng nhất vì được ăn chay là cũng là quá đặc biệt. Chay là đặc biệt. Quý vị biết rằng là trong tất cả tội, tội sát sanh là tội nặng nhất. Mà mình đã dừng cái việc sát sanh mà còn phóng sanh là việc này thù thắng. Nó mấy đứa nít mà đi đến chùa mình, nó nghe nó được nghe pháp rồi nó được phóng sanh, niệm Phật giết. Mấy đứa này sau này nó lớn, nó thông minh. Cái đứa mà nó không thông minh là do gì? Nó không có tiếp nhận á. Nó không có tiếp nhận, nó chỉ gieo duyên thôi, nó không sanh quả. Cái đứa mà nó nghe lời mà nó biết tiếp nhận là nó thông minh dữ lắm. Bây giờ quý vị coi mà, những đứa có học hành gì đâu mà những đứa cũng thông minh vậy, đúng không? Thông minh nứt nhà nứt cửa. Nên từ nơi đó mà niệm Phật, nên cái việc lễ Phật là quan trọng. Cái lễ Phật nó rất là quan trọng. Nên quý vị biết rằng mình mà được gần chùa chiền, mà nhất là những ngôi chùa mình nè, quý vị đừng bao giờ nói rằng đi đến chùa có được tiền gì đâu, được cái gì đâu. Quý vị biết khi mình gần ngôi nhà Tam Bảo là vì cái mặt tâm linh, mà vì quan gia trái chủ của mình nó giảm bớt tối đa cái tâm quán thù. Đó cũng là quá đặc biệt rồi. Coi chú này nói chuyện, những đứa nói một câu nè. Bởi vì cái người vợ mà phá thai á, chồng cũng không có tránh bị liên lụy đâu quý vị. Người vợ này á, lúc trước cái chú này á, ông ngoài đời á, là ổng cũng quen bạn bè rồi này kia rồi, bạn gái cũng phá thai mấy lần. Khi á, sau này ổng có vợ thì quý vị biết rằng là ngủ ở trong phòng chung với vợ thôi, không có con. Mà cứ về đêm là người vợ mà thấy rõ ràng là có 3-4 đứa nít nó bu xung quanh ổng, nó xé thịt ổng. Mà ổng chứ còn ổng săn si, ổng nặng nề, rồi ổng ốm o gầy mòn càng ngày càng xuống dốc. Ghê không? Rồi xong chú đến đây chùa nghe nhà Đức giảng. Rồi xong người vợ nói rằng tôi thấy rõ ràng luôn mà tôi nói ông tin. Ông mà về đêm ông ngủ là 3-4 đứa nít nó bu xung quanh ông, nó xé thịt. Nên ông càng ngày ông càng bực bội, khó chịu, săn si. Nó, vì coi không đơn giản đâu quý vị. Ai mà phước si sớm thì nó xử sớm, ai mà còn phước thì nó tránh, nhưng ai mà phước giảm thì nó xử. Vậy thôi à. Vậy đó mà ông gần chùa chiền mình cũng nghe pháp nha quý vị. Thời gian sắc diện ông thay đổi, vợ ông nói bây giờ không có thấy nó lợ nữa, không có thấy lợ nữa quý vị. Thì quý vị biết rằng nó giải quyết giùm được cái mặt tâm linh đó là nó quá đặc biệt cho mình rồi. Cái mặt tâm linh mà nó không phát triển được mà nó làm cho mình u uất á, nghe nặng nề á, làm ăn gì cũng được. Khi bị mang nghiệp phá thai, bị buôn bán làm ăn không được, khi phước nó hết. Quý vị đang ngồi bán đồ vậy đó mà quý vị biết á, nó không có để cho quý vị thấy đâu, nó làm cho những người đến mua đồ thấy. Hoặc là tự nhiên quý vị đang bán ổi xài mía gì đó, ai biết, bán vàng bán gì cũng vậy chứ. Mà cái nghiệp chướng đến lúc đến rồi, tự nhiên nó làm cho tự nhiên cái tiệm vàng quý vị, cái tủ vàng đẹp vậy đó mà nó bao lại, nó người ta nhìn vô nó nói vàng gì đâu mà làm kiểu xấu hơn cái gì, rồi người ta không mua đó. Rồi á, quý vị đang buôn bán cái món đồ ăn đó, nó làm cho món đồ ăn hôi rình. Người đi ngang là nghe mùi hôi rình, không có thơm tho chứ. Bánh trái thì khét nghẹt, nó làm vậy đó. Người ta đi ngang, người ta nhìn, người ta chề môi, người ta bỏ đi, không buôn bán được gì chứ. Không có đơn giản.
Cái đó là cái chuyện qua báo thôi đó. Còn cái tới quả báo là nó xử quý vị đó. Quả báo là nó xử quý vị. Vì quý vị còn phước nên đụng như quý vị không có được. Nhưng mà nó sẽ làm cái qua báo bên ngoài, quý vị cũng lên bờ xuống ruột. Cái qua báo bên ngoài nó làm quý vị ăn không ngon ngủ nguyên, làm ăn không được gì, không dư giả gì hết. Rồi lúc đó quý vị mới phiền não. Mà phiền não buồn, rồi vợ chồng cứ lộn, quýnh lộn, rồi hai người nó mới hết phước. Khi hết ha, phước của hai người thì bắt đầu nó xử hai người này liền. Tìm cách vậy đó. Thôi hôm nay học đến đây thôi, tới giờ rồi. Bây giờ những đức đọc và những người mà sinh nhật bữa nay nè, mới những người sinh nhật bữa nay lên đây, chúng ta niệm Phật chúc quý vị, chờ họ lên. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Ủa nay sinh nhật đón tiếu chứ ngừ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Mỗi từng chùa mình đều có sinh nhật. Ngày sinh nhật là mình tưởng nhớ đến cha mẹ mình sinh mình ra, nuôi mình khôn lớn. Nên mình sống phải sống có ý nghĩa, làm việc ý nghĩa. Và ngày nay mình đi đến đây được niệm Phật nè, nghe pháp và được phóng sanh. Công đức này mình tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình. Còn sống thì cầu cho họ có sức khỏe, còn chết thì cầu cho họ được siêu thoát. Thì ngày sinh nhật của quý vị rất là ý nghĩa quý vị ơi. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần các cháu về chùa niệm Phật nghe pháp rồi phóng sanh, công đức này rất lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của các cháu được mạnh khỏe, gia đình sống được hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim các con. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật thả chim các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.